Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, nhiều đồng hương chúng ta phải thốt lên rằng loạn thật rồi, cuộc sống ở Lido, Sài Gòn, Cali nói riêng, nơi mà nhiều gốc Việt chúng ta loạn thật rồi. Một băng cướp đã gây ra tai nạn rồi sau đó dí súng cướp một tài xế ngay trên xa lộ Y405 xuyên qua Lido, Sài Gòn gần đường Beach Boulevard, theo cảnh sát cho hay. Chuyện xảy ra khoảng 1 giờ 18 phút trưa ngày thứ ba, Ngày 14 tháng 11 năm 2023, trên làn đường hướng Bắc xa lộ y 405 thuộc thành phố Huntington Beach. Cảnh sát tuần tiểu xa lộ Cali Highway Patrol CHP cho hay, bọn cướp dàn dựng một tai nạn giao thông, gồm hai chiếc xe của băng cướp, một chiếc SUV Infinity màu nâu sẫm và một chiếc Ford Explorer màu trắng. Bọn cướp đeo mặt nạ và trang phục đậm màu nhảy ra khỏi xe lao tới xe của nạn nhân lấy đi tiền mặt và trang sức và sau đó bỏ chạy trên chiếc xe Ford màu trắng để lại chiếc Infinity. Vụ cướp này tương tự như vụ đã xảy ra vào hồi tháng trước trên xa lộ Y10 ở Los Angeles, một nhà buôn trang sức từ Hồng Kông đến Mỹ và chạy chiếc xe Alfa Romeo màu đen về hướng đông gần đường Arlington Avenue thì bị một bọn cướp tông xe và ép vô lề đường sau đó bọn cướp uy hiếp bằng súng rồi vơ vét tài sản trong xe trước khi rời đi bằng một chiếc xe khác. Hai người qua đường thu hình được vụ cướp này và đã đưa lên mạng xã hội. Cảnh sát CHP đang điều tra cả hai vụ và đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Ai biết tin hoặc là chứng kiến sự việc có thể trình báo ngay cho CHP. Gọi điện vào số 657 391 4017 hoặc là gọi trực tiếp cho thám tử Gills vào số 714-240-3754. Kính thưa quý vị, bản tin khác là đầu máy xe lửa Amtrak đã bị chật bánh sau khi tông một một chiếc xe kéo đang kéo một chiếc xe trống ở phía tây nam tiểu bang Michigan. Nhà chức trách cho biết vào ngày thứ 6 ngày 17 tháng 11 2023, đoàn xe lửa chạy về hướng thành phố Chicago này chở khoảng 200 hành khách. Sở Cảnh sát trưởng Berrien County cho biết, tài xế và khoảng 10 hành khách khác bị thương không nguy hiểm đến tính mạng và được nhân viên cứu thương địa phương điều trị. Đầu máy xe lửa chật bánh nhưng vẫn đứng thẳng. Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày thứ Năm gần thành phố New Buffalo ở góc Tây Nam Michigan, cách Chicago khoảng 70 dặm về hướng đông. Cảnh sát cho biết chiếc xe kéo đang kéo một chiếc xe hơi bị mắc kẹt trên đường ray thì bị đoàn xe lửa tông vào. Những người có liên quan đứng trên mặt đường đều tránh kịp khi tai nạn xảy ra. Ông Mark, phát ngôn viên công ty xe lửa cho biết Amtrak không nhận được bất kỳ một liên lạc nào về chuyện có chiếc xe kéo và một xe trống khác bị mắc kẹt trên đường ray. Hành khách được đưa đến trường trung học New Buffalo High School. Cảnh sát trưởng cho biết một số hành khách được gia đình và bạn bè đón trong khi những người khác tiếp tục chuyến đi đến Chicago trên xe bus do hãng Amtrak sắp xếp. Xe lửa Amtrak có 3 tuyến đường dành cho người đi lại giữa Chicago và Michigan, có ít nhất 8 chuyến xe lửa bị hủy vào ngày thứ 6, trong khi giới chức điều tra vẫn ở hiện trường vụ tai nạn. Kính thưa quý cô, chú bác và quý anh chị, trong bối cảnh kinh tế lạm phát và nhiều khó khăn trong vấn đề kinh doanh, nhiều đồng hương gốc Việt chúng ta có rất nhiều những tiệm thẩm mỹ, tiệm nails cũng cần phải lưu ý một cách thận trọng. Đặc biệt, các đồng hương chúng ta đang ở tại tiểu bang Cali. Thống đốc Gavin Newsom vừa ký ban hành một đạo luật mới, tuyên bố Cali sẽ cấm 26 loại hóa chất dùng trong nước hoa và mỹ phẩm. Theo Commerce, vào ngày 10 tháng 10 năm 2023, đây là đạo luật đầu tiên tại Hoa Kỳ theo gương của Liên Âu. Đạo luật này do dân biểu Laura Redman dân chủ, Bergman soạn thảo và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027 để giúp các công ty có thời gian loại bỏ những thành vân có hại khỏi sản phẩm của họ. Các thành phần này có thể làm tăng nguy cơ cháy da, ung thư dị tật bẩm sinh, các vấn đề về sinh sản và các thiệt hại khác. Những hóa chất này nằm trong số 1.600 thành phần đã bị cấm ở châu Âu nhưng chưa bị cấm tại Hoa Kỳ. Vì vậy, Cali đang dẫn đầu Hoa Kỳ trong việc cố gắng làm cho mỹ phẩm trở nên an toàn hơn. Một số trong 26 thành phần bị cấm theo luật mới gồm có Vinyl acetate được tìm thấy trong một số loại sơn móng tay và giúp dễ dính móng tay. Chúng ta nên thận trọng và tìm hiểu kỹ càng từ cơ quan hóa chất để rồi chúng ta biết được đâu là những thứ mà chúng ta có thể kinh doanh buôn bán hay chúng ta sử dụng cho tiệm của chúng ta. Nằm trong số 26 thành phần bị cấm trong luật mới cũng nằm trong danh sách các hóa chất của kali đã được chứng minh là gây ung thư dị tật bẩm sinh hoặc các tác hại khác đến sinh sản. Những thay đổi mà các công ty phải thực hiện chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến những sản phẩm mà họ hiện tại đang bán ở tại nhiều cửa hàng và nhiều nơi. Không ai, nhất là trong lĩnh vực mỹ phẩm chỉ thay đổi cho riêng Cali mà không thay đổi luôn cho cả nước. Ông Faber, phó chủ tịch phụ trách các vấn đề chính phủ một tổ chức phi lợi nhuận tài trợ cho dự luật đã phát biểu như thế. Theo ông, hầu hết các sản phẩm như vậy đều được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. Cali thường đầu tiên và dẫn đầu trên toàn quốc quản lý hoạt động kinh doanh và công nghệ, như khi cấm các cửa hàng tạp hóa siêu thị cho không túi nhựa cách đây vài năm và đặt ra thời hạn đến năm 2035 phải ngưng bán các loại xe mới chạy bằng xăng hay khí đốt một động thái mà một số tiểu bang khác cũng đã áp dụng. Năm 2020, Cali cấm 24 thành phần độc hại như thủy ngân trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Lệnh cấm đó có hiệu lực từ ngày 1 tháng riêng năm 2025. Năm ngoái, Maryland đã noi gương Cali và đã cấm những thành phần tương tự như vậy. Mới đây, thống đốc Cali, Gavin Newsom cũng vừa ký một đạo luật khác cấm sản xuất và bán bốn chất phụ gia thực phẩm có trong một số loại nước ngọt trong những loại kẹo và thực phẩm chế biến sẵn khác vì chúng có liên quan đến các vấn đề về sức khỏe. Hội đồng sản phẩm chăm sóc cá nhân Hiệp hội Thương mại đại diện cho các công ty mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân đã làm việc với dân biểu Richmond về dự luật và không bình luận về chi phí cũng như là thời gian liên quan đến việc thay đổi công thức này. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, Cuộc khủng hoảng việc trộm cắp trên khắp nước Mỹ đã trở nên tồi tệ đến mức mà những người mua hàng bình thường cũng phải vật lộn để mua sắm đồ dùng thiết yếu. Những thứ giờ đây bị cất giấu đằng sau những chiếc ổ khóa nặng nề. Những hộp thịt ăn liền spam bình dân trị giá chỉ có 3 đồng 99 đô. Tức là khoảng 94.000 đồng Việt Nam đã được bảo vệ trong các hộp nhựa chống trộm từ năm ngoái. Và giờ đây ngay cả hộp cá ngừ có giá chỉ bằng một nửa cũng được đối xử tương tự tại các chuỗi cửa hàng tạp hóa như vậy. Theo New York Post, tại một số cửa hàng ở New York ở Mỹ, một loạt các mặt hàng giá rẻ như nước rửa chén Dawn 2,19 đồng tương đương với 51.000 đồng Việt Nam. Son dưỡng môi Vaseline 2,79 đồng tương đương 65.000 đồng. Bàn trả đánh răng trẻ em 3,99 đồng tương đương 93.000 đều được khóa một cách kỹ càng trong tủ và nhân viên chỉ đến lấy ra khi khách hàng bấm chuông yêu cầu mà thôi. Tôi sẽ phải đến bấm chuông để lấy thứ tôi cần, nó hoàn toàn khiến cho tôi khó chịu. Bà Karen Brown, 62 tuổi, cảm thấy bực tức khi phải cố gắng gọi và đợi nhân viên đến để giúp đỡ lấy từng một món hàng nhỏ như vậy và thời gian đi chợ của bà dường như lại kéo dài vô tận. Cùng quan điểm với bà, Kale 37 tuổi đến từ Rutland cũng nhấn mạnh rằng việc mua sắm tại một số cửa hàng giờ đây chẳng khác gì một mớ rắc rối với ngày càng nhiều những sản phẩm được đặt ở ngay bên trong những chiếc hộp chống trộm. Cô cho biết đó là cả một cuộc chiến, nó khiến cho ngày của bạn trở nên dài hơn. Nếu bạn chọn cái ngày để xem những loại muốn lấy lại một cái khác, bạn phải gọi họ hai lần và cửa hàng tiện lợi dường như nên đổi tên thành cửa hàng bất tiện. Theo một số cuộc khảo sát trên 5.000 người mua sắm trên toàn quốc của liên bang, của cả liên đoàn bán lẻ quốc gia khoảng là 75% người tiêu dùng nói rằng họ không muốn mua sắm tại các cửa hàng nơi sản phẩm được cất kỹ trong hộp chống trộm như vậy. Tuy nhiên, nhiều người chia sẻ nói đi phải nói lại bởi tình trạng trộm cắp khiến cho các nhà kinh doanh họ đang thua lỗ và rồi những bước tiếp theo khi họ khóa lại những mặt hàng ở trong những tủ chắc chắn thì doanh số bán hàng sẽ giảm đi rõ rệt và việc kinh doanh sớm muộn cũng thua lỗ và đóng cửa mà thôi. Đó là những giải pháp và chính người dân họ cũng không còn cách nào khác để tự bảo vệ mình. Trong khi đó, nhà hữu trách lại làm ngơ trước những vấn đề này. Một cửa hàng Wall Street ở thành phố Chicago đầy rẫy tội phạm cũng đã triển khai cách bố trí mới trong tuần. Và cụ thể họ đã khóa tất cả các cửa chỉ trừ hai lối đi dành cho người mua sắm để chấn áp nạn trộm cắp tràn lan mà thôi. Việc này diễn ra khi các nhà bán lẻ trên toàn quốc đang tiếp tục chiến đấu với hàng loạt những vụ trộm cắp cướp giật, khiến cho các chuỗi cửa hàng thành phố lớn phải đóng cửa. Tại New York, số lượng các vụ trộm đã tăng lên đến, đến hơn 80% trong vòng chưa đến một năm qua. Đây là những dấu chứng và có thể là những dự đoán cho các nhà chuyên môn họ thấy rằng sự lụi bại trong ngành kinh doanh và rồi đây họ chỉ gói gọn lại một số cửa hàng thật lớn của những ông to mặt lớn mà thôi. Và rồi những nhà kinh doanh buôn bán ở tầm cỡ trung và nhỏ sẽ hàng loạt phải đóng cửa vì tình trạng trộm cắp và thua lỗ và sự ngó lơ của chính quyền địa phương. Câu hỏi đặt ra của nhiều người kinh doanh rằng đây cũng phải là chiêu trò của việc cá lớn nốt cá bé hay không. Và người thiệt thòi tất nhiên cuối cùng vẫn là người dân bởi họ không còn nhiều sự lựa chọn khác nhau của nhiều nhà cung cấp khác nhau và rồi họ sẽ bị gói gọn vào trong một tập đoàn ABC nào đó và rồi họ bán cái gì người dân buộc phải sử dụng những thứ đó và hoàn toàn không có sự lựa chọn phải chăng đó là xu hướng mà họ đang muốn đạt tới hay không? Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.